Hello, xin chào cô bác anh chị em nha. Trên máy bên em cảm ơn cô bác anh chị em rất là nhiều, bác anh chị em đã theo dõi kênh trên máy của em ha. Thì nay em quay cho cô bác anh chị em tham khảo động cơ mới về, bác anh chị em. Con này là E50, bác anh chị em. E50. Đấy. Con này thì nó hơi kém chút xíu ở chỗ mặt tay quay, bác anh chị em. Ha. Còn tất cả thì quá xuất sắc quá chưa. Đây, lắp lát này. Lắp lát heo dầu. Mới chát ha. Mua lửa bô e. Mới tinh. Quá đẹp đó nha, cực kỳ luôn ha, không chê được chỗ nào hết. Con này bốn, con này năm ngựa, dòng tua 2350. Này quá chị em chạy oxy, chạy xuồng, chạy gió nhỏ nhỏ quá nha, đã luôn ha. Quá càng mấy chỗ này dặm lại cũng sơn là cũng được quá nha, nhưng mà để nguyên zin bán luôn ha. Quá đẹp, càng sờ beng quay máy à kìa. Về ha. Quá trời canh ti. Còn canh ti nào, còn canh ti nào nhỏ hơn canh ti nữa không quá nha. Tôi tay quay. Quá đã. Rồi, tắt máy coi. Trời. Cực kỳ quá nha. Rồi, 50. Cô bác chị em nào có mua thì ủng hộ giùm em nha. Giá trên 10 triệu chút quá chị em. Đấy, xấu chút xíu cho nắp cam thôi nha. Chút xíu cho nắp cam thôi, còn tất cả nguyên zin. Tem của nó còn nguyên zin luôn. Đấy. Rồi, em cảm ơn cô bác chị em rất là nhiều nha. Cảm ơn rất nhiều, xin chào, hẹn gặp lại các bác chị em video tiếp theo nha.